Sau thông tin Giang Trạch Dân qua đời vào ngày 30 tháng 11 lúc 11 giờ 13 phút, mạng xã hội Twitter đã nhanh chóng xuất hiện nhiều bình luận như kẻ sát nhân hung tàn cuối cùng đã chết, sứ giả của địa ngục sẽ nghênh đón ông, tên ma đầu này phải xuống 18 tầng địa ngục, không bao giờ được đầu thai, phải chịu đau đớn vô tận. Khi còn sống, Giang Trạch Dân lên nắm quyền nhờ dẫm lên máu của sinh viên trong sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta ra lệnh đàn áp những người tập pháp luân công khởi đồ cho tội ác mổ cướp nội tạng. Đầu năm 2004, giới truyền thông Hoa ngữ ở hải ngoại đưa tin kẻ vô thần Giang Trạch Dân đã đến chùa Chiên Đàn Lâm trên núi Cửu Hoa khẩn cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ. Theo các nguồn tin, ông Giang làm vậy vì nằm mơ ông thấy mình đang chịu cực hình thảm khốc nơi địa ngục vô gián. Thế nhưng khi bức hại những người vô tội, Giang Trạch Dân đã lớn tiếng nói rằng vô thần luận sẽ chiến thắng hữu thần luận. Các tôn giáo tín ngưỡng xưa nay đều giảng kẻ ác sẽ phải đọa địa ngục. Đối với những tội ác này, ác mộng của Giang thành hiện thực không có gì là lạ.